that three more microns. Yes, okay, it's the pronunciation. I will explain it more strongly and more than this. So, today is the first lesson, so I want to talk years much more detail about the main contents and the main purpose of this course. So before talking about this, so I would like to open up here my conclusion together and give you 5 minutes for you to practice together. That's good. And then we come to the very first letter today. Yes? Okay. Xin chào các em, cô là Alex. Và hôm nay là buổi học đầu tiên của khóa học 3 trong 1, khóa học chuyên về lựa chọn tiếng Anh, nhận diện phân tích âm và giọng. Thì nó là buổi đầu tiên, vì vậy tôi muốn các bạn sẽ dành khoảng 5 phút để giới thiệu về bản thân mình. Sau đó thì cô sẽ nói chi tiết về nội dung khóa học này cho các bạn và đầu tiên để các bạn hiểu sĩ và hiểu sâu về nó. Okay, so let's start. I'd like all of you turn around. Yes, okay, turn around and introduce yourself. Yes, okay, ask some personal information as a counselor. Yes, okay. Em quay vào nhau và sau đó chúng ta sẽ hỏi thông tin về nhau. Cô cho bạn mình học cũng đã hơi qua rồi. Yes, okay. So it's just a joke. So if you don't ask me some information, so I think you should come to very first lesson today. Yes, okay. Nếu bạn không hỏi gì về cô nữa thì chúng ta sẽ vào cái phần giới thiệu bài học của chúng ta ngày hôm nay. We don't have enough time. So before coming to introduce about the contents and the purpose of this call, I would like to ask you some information about you in Vietnamese. Okay. Trước khi cô vào cái phần giới thiệu cái nội dung chính của khóa học này, thì tôi muốn hỏi các bạn một số thông tin bản thân các bạn về khóa học này đã. Okay. Theo các bạn thì khóa học này học về cái gì và học để làm gì, mục đích ạ? Thực ra thì trong về phát âm ấy, thực ra cô đã để phần này phần đầu tiên, nhưng thực ra phần này không phải là phần quan trọng nhất. Cô để phần này thứ hai và phần này thứ ba cũng không phải là theo các độ là nó cái quan trọng nhất. Thì về nội dung chính của chúng ta chính là cái nội dung thứ hai, là nội dung chúng ta sẽ cần phải tập trung nhiều nhất là quan trọng nhất. Còn hai phần này chỉ là hai phần thêm cô sẽ thêm cho các bạn, nó hỗ trợ, nó bổ sung cho các bạn. Nhưng mà thực ra nếu mà phần này muốn phát huy được tối đa nhất trong hai phần này thì phần này cũng hỏng. Thế thì sao hỏng? Cô nói đơn giản, các bạn biết hỏng phần học gì nếu trong phần học này? Nói đơn giản như này nhé, cô dạy các bạn một âm 25 này, cô dạy các bạn âm này, hay là âm này, đúng không? Các bạn biết cách đọc âm này rồi thì chẳng may như thế. Tức là đây là giả dụ các bạn đã học xong rồi, các bạn biết cách đọc âm này rồi, đúng không? Nhưng khi các bạn nhìn vào từ nhá, thử xem các bạn sẽ đọc từ này đi, đọc đi, cả lớp đọc nó sẽ đọc, đúng không? Các bạn có nhìn thấy cái âm không? Có nhìn thấy những cái âm này nó trong từ không? Không nhìn thấy, đúng không? Muốn nhìn thấy những cái âm này trong từ ấy thì nó sẽ phải liên quan phần số 3, được chưa? Nhưng các bạn có nguyên tắc này ấy mà các bạn không học được cái này ấy thì cũng lại hỏng. Biết rồi nhưng đọc sai thì em làm gì, đúng không? Các bạn biết nhá, biết nhận diện à, thằng này phải biết thừa cái này nhá, vào từ vào biên nha, chọn ẩm biết rõ luôn, rõ ràng luôn, đúng không? Thế nhưng bắt đầu gì ạ? Đọc vào từ thì pha rồi, được không? Tiếp tục nhá, bây giờ các bạn đọc được âm này rồi, đúng chuẩn miệng cô đã dạy các bạn này, mở miệng rộng này, lưỡi thẳng này, bật này, ọ, các bạn bật đi, ọ, bật đi, to lên không? Ọ, to lên rồi đúng không? To hết cỡ đi cùng. Ờ. Chứ phản xứng gì? Muốn có được cái đấy ấy, thì không thoát được khỏi phần kia rồi. Được chưa? Bởi vì cái phần đầu tiên là cô sẽ giúp các bạn gì? Luyện giọng, có nghĩa là giúp các bạn gì? Luyện voice. Được chưa? Voice các bạn mà nhẹ hơn như thế thì sẽ nói như này này. Hello, my name is Lan. I come from Bắc Giang, Romania. I graduated from the Chết Indian University and I'm at Law University and I'm at Portland University. And now I'm studying master degree at Victoria University. Đấy, chẳng hạn thế. Đấy, cô đang nói hơi lười biến tí đấy. Đấy chưa? Thế nếu mà các bạn không có cái voice kia thì nó sẽ chuẩn như thế và các bạn vẫn đọc được những âm thanh chuẩn chuẩn đấy. Nhưng mà cái giọng bạn sẽ nhiễm vẫn kiểu kiểu như thế. Đấy chưa? Thế thì bây giờ sẽ đổi lại giọng nhá. Là có cái giọng kia một cái này. Hello, my name is Long. I come from Bangkok, Philippines. I graduated from the Trade Union University and Hanoi Law University and Hanoi Foreign University. Now I'm studying Master of Degrees at Victoria's University.
Được chưa? Đây, thì chúng ta sẽ có cái giọng như vậy ạ. Vậy bây giờ chúng ta có muốn học cái phần kia không? Có muốn không ạ? Các bạn cứ tự tin lên, bạn nào cũng sẽ làm được. Bởi vì sao? Tôi sẽ giới thiệu cái phần nội dung của phần giọng học này nhá. Thì trong phần giọng học này, thứ nhất là điểm đầu tiên cô sẽ dạy các bạn, đó là các bạn sẽ phải có được một cái kỹ thuật đấy hơi đều. Nghĩa là gì? Khi bạn nói thì cái hơi của bạn nó phải đều. Tức là hơi nó phải kết hợp với cái giọng nói của bạn phải nhịp nhàng. Chứ hơi mà ra mà nó thì không đều với cái lời nói của bạn thì bạn sẽ bị túi hơi, túi âm. Và khi bạn nói các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Lúc nó lên, lúc nó xuống, hoặc là lúc nó nhẹ và lúc nó lại thay. Bởi vì thế là đấy là giọng là hiện tượng cái gì? Hơi của bạn không đều. Và chủ yếu là do các bạn nói nhỏ, giọng nhẹ vẫn là do các bạn cái hơi của bạn nó yếu. Thế chính vì vậy chúng ta sẽ phải tập cách lấy hơi, ngay buổi sau các bạn sẽ học một này. Đại cơ sở bạn giúp các bạn như lấy hơi, mà lấy hơi này sẽ giúp các bạn rất nhiều, có rất nhiều lợi ích khi các bạn biết cách lấy hơi, hít thở đều, thì chào, ok. Phần thứ hai đó là cái phần quan trọng nhất của phần này, đó là giúp các bạn mở họng thứ ba. Các bạn tưởng tượng như này nhá, các bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Bạn kia ít nhất là năm nay 12 tuổi rồi, bạn này năm nay bao nhiêu? 16 ạ. Thì còn lại lớp mình nhiều tuổi nhất là bạn nào? Chắc là bạn mẹ bạn kia. À đúng rồi, sorry. Chính gì đời. What's your name? I forgot your name. My name is Hai. Hai, ok, Hai, năm nay bao nhiêu tuổi? How old are you? 40 years old. 40 years old, rồi 40 tuổi rồi. 40 tuổi thì năm nay 40 tuổi cái học nó sẽ khác như thế này này. Tức là bình thường voice của người Việt Nam mình ấy, hay là người châu Á mình ấy, thì các bạn thấy là gì ạ? Chúng ta hầu hết chúng ta sẽ lấy hơi từ lồng ngực và sau đó chúng ta phát âm ra từ miệng. Chính vì vậy cái hơi chúng ta rất là nhẹ. Được chưa? Và người châu Á mình mà cãi nhau người châu Âu thử mà xem, không bao giờ cãi nhau của nó đâu. Nó nói cả ngày cũng không sao đâu, người Việt Nam mình cứ thử cãi nhau một ngày xem đau họng ngay lập tức về nhà. Gì ạ? Khe khe họng ngay lập tức. Được chưa? Bởi vì hầu hết người châu Á mình lại nói giọng ngoài lưỡi. Có nghĩa là cái giọng gì ạ? Lấy hơi từ lồng ngực. Chính vì vậy là gì ạ? Bị yếu hơi. Trừ có một số bạn có một cố chất là bản thân các bạn đã có strong voice rồi, có nghĩa là ví dụ như bạn cường thì bạn có một giọng học rất là tốt. Bởi vì sao? Nhưng mà cái quan trọng là có giọng học rồi thì là bạn phải có một cái nhịp nhàng đấy hơi đều khi nói thì nó sẽ cân bằng hơn. Và phần nữa các bạn phải có cái kỹ thuật đặt lưỡi đặt miệng như nào để cho nó chuẩn, phát âm nó mới ok. Được chưa? Đó thì trong phần này sẽ giúp các bạn là gì ạ? Cái học của bạn bao nhiêu năm như thế này sẽ nó sẽ khép như này. Và bây giờ có sự mở mình mở đương nhiên mở nó ra thì có chịu một tí đấy, đang như thế này có mở nó ra thì có chịu chứ, đúng không? Vậy nó có chịu một chút thôi, thời gian trong khoảng 2 đến 3 buổi đầu nó hơi có chịu một tí, nhưng nó không đau họng không có lo, cứ làm theo kỹ thuật cô thì không đau họng. Nhưng nếu bạn làm theo cách bạn về nhà cam đoan rằng sau đau họng thì nó cái này là thức, được chưa? Bởi vì cô đã có một hai lớp đầu cô dạy là mở cách mở họng này rồi, cô không lưu ý cho bạn về nhà bạn cứ tập liên tục không về các bạn đau họng hết sau bạn nghỉ học. Cô hỏi lý do vì sao các bạn nghỉ học, thì bạn bảo là em đau không về em đau họng hết rồi. Thế là nghỉ cái từ ngày đấy là cô phải để ý liên tục cứ đến bạn chuyển học này, không phải dạy các bạn làm gì ạ, phải về nhà phải lấy hồi như nào tập như nào thì nó không bị đau họng. Tập cả ngày thì không sao cả, không bị đau họng đúng không? Nhưng mà nói luôn là lần này là mở họng ra nó hơi khó chịu một chút, là hơi mệt một tí lắm, mệt cả giáo viên lẫn học sinh ạ. Trong các bạn lớp hai buổi đầu là hơi mệt một tí lắm, được chưa? Ok. Và trong phần này thì lớp kia thì bây giờ lớp này cô sẽ dạy kỹ hơn một chút về cái voice này, bởi vì cái voice này rất quan trọng. Vì vậy nhưng chúng ta lưu ý này, cô sẽ giúp các bạn thay đổi cái giọng châu Á sang người châu Âu. Giọng châu Á thì các bạn biết rồi là nó rất là nhẹ, nó rất là thanh và nó không trầm ấm, thì cái giọng người châu Âu thì nó trầm ấm và nó strong hơn cái giọng của mình. Nhưng tối đa cô chỉ giúp bạn 80% thôi, biết vì sao? Đến cô cũng chẳng nói được thằng đấy, đến cô cũng nói được 100%. Và giọng của ngày xưa rất là nhỏ nhẹ đến hại tiện được bây giờ như thế này, gọi là wonderful rồi. Với bản thân cô tôi cảm thấy rất là wonderful rồi, bởi vì là giọng cô ngày xưa bé cực kỳ luôn, bé cực kỳ và rất là nhắc. Thế nhưng mà cải thiện được cái voice như bây giờ, cô chẳng bao giờ chưa bao giờ ít khi ghi âm, khi ghi âm cái lời nói của mình lắm. Thế nhưng mà khi mà tự ghi âm lại thì mình thấy là cái voice của mình thay đổi các kiểu, các thứ đều khác nhau. Tức là khi mình thấy thích voice của này thì mình quay được voice của này, mình quay được voice của khác thì mình có thể quay được, thích nhẹ được, thích mạnh cũng được. Thế nhưng mà mạnh mấy thì trong nữa thì cũng chỉ được khoảng 80% thôi, các bạn biết vì sao? Bởi vì chúng ta ăn ở sống ở Việt Nam mình, thế nên là chúng ta sẽ không thể nào có một môi trường giống như ở châu Âu được, mà chúng ta gì ăn thực hành suốt. Và bây giờ các bạn hiểu những cái gì nó là tự nhiên, người ta có sẵn rồi, thì bé người ta đã nói cái voice học rồi thì nó sẽ khác, và chúng ta sẽ tập để nó có được nó thì bao giờ nó cũng sẽ khác, được chưa? Ok, thì nó chỉ cũng ra được khoảng 80% là tuyệt vời lắm rồi, không cần thiết phải được 100% họ đâu. Tiếp theo ạ, tại sao cô sẽ nói là cái cải thiện giọng bản địa, có nghĩa là cái giọng của người Việt Nam mình ấy. Thực ra các bạn hiểu thế này nhá,
vì sao các bạn học trong cái chương trình học ở chương trình giao tiếp tiếng Anh thì có một cái chủ đề rất hay và cô rất là ấn tượng nó là ở giai đoạn 2 của chương trình gói học, đó là cái phần mà how to make a good impression for the first date hoặc là the first meeting, đó là thế nào để gây được ấn tượng tốt đẹp nhất trong lần gặp đầu tiên hoặc là trong cái buổi hẹn hò đầu tiên ấy. Thì cái phần đó thì cô vẫn phải đọc một vài cái report hoặc là báo cáo để họ chứng minh thấy rằng là cái điểm quan trọng nhất ở trong phần đấy cô dạy các bạn đó chính là appearance. Nhưng cái phần thứ hai các bạn sẽ gọi cái đó là gì? Đó chính là voice. Đấy, để gây ấn tượng. Cái điểm cuối cùng và kém quan trọng nhất thì đó mới chính là cái content bạn nói gì ngày hôm đấy, nội dung bạn nói gì ngày hôm đấy. Được rồi, vậy thì cái voice này là cái cực kỳ quan trọng. Kể cả ngay lúc các bạn gặp người ta lần đầu tiên, mình cất giọng nói mình lên thì cũng thấy ra gì ạ? Nó có hay không, gây ấn tượng này hay không, đúng không ạ? Đấy là một. Cái thứ hai nữa là gì ạ? Những bạn đang bây giờ bạn đang làm sinh viên đúng không? Hầu hết ở đây đang là sinh viên. Thì sinh viên thì các bạn sẽ phải cần sử dụng cái bằng giọng để làm gì? Phát biểu, nói. Những bạn nào ở lớp trưởng, lớp phó, bí thư thì sẽ phải đứng lên mà nói đúng không? Cái giọng bạn không strong thì cãi nhau một lớp là mầm vào lên thì các bạn nói làm sao được? Giọng bạn không có trọng lượng ấy thì dẫn đến việc mà nói thì cứ nói, tao nói gì tao cứ nói thôi đúng không ạ? Ok, đấy là phần một. Phần thứ hai nữa là gì ạ? Các bạn không thể thoát được qua khỏi cái việc là làm cái graduation đâu, cái tốt nghiệp đâu, đúng không ạ? Cái tốt nghiệp các bạn phải đứng lên đi presentation, đúng không? Phải thuyết trình. Và thuyết trình thì làm sao tránh được khỏi cái đấy. Cái voice bạn hay á, mặc dù các bạn có nói lỗi hay là có vấn đề gì đấy như thế này thì cái voice bạn hay chậm chậm và bấm lên xuống xuống á thì người nghe sẽ cảm thấy thích và người ta bắt được cái IQ chính của em nên người ta sẽ rất là thích và cái điểm bạn sẽ vẫn được cao hơn, đúng không? Thế còn đi làm rồi, những bạn đi làm rồi thấy lợi ích của việc voice như nào? Thấy nào nào, bạn đi làm phát biểu không được quan nào cô? À không quan nào là như thế nào, nó không quan nào? Chứ nói to lắm, thế là mọi người nghe cái nào để ra một cái gì đó. Cứ nói to là mọi người sợ rồi, đúng không? Rồi đấy một ý kiến, còn ý kiến thứ hai cả. Bạn nào cho cô một ý kiến? Đi làm rồi, bạn đi làm rồi đây, 3-4 bạn, 5 bạn đi làm rồi này. Nó chưa hạnh nào? Cái giọng nói của mình sẽ có thể truyền tải được cái nội dung khiến cho người ta hiểu đúng được cái ý của mình. Đúng rồi. Cái giọng mình truyền cảm lên giọng xuống giọng và cái giọng mình gì ạ? Biết ngắt đúng chỗ và strong một tí thì người nghe sẽ cảm thấy rất là thích nghe. Và ví dụ như một bạn đấy có phải đi làm về kinh doanh đúng không? Đi kinh doanh thì gặp đối tác rất nhiều, gặp khách hàng rất nhiều đúng không ạ? Mà gặp khách hàng rất nhiều mà cái giọng của mình nó không được trầm, không được ấm, không được hay thì dẫn đến cái việc buổi tiếp một ngày đấy mình sẽ bị ảnh hưởng phần nào đấy đúng không? Hoặc là đơn giản là sếp cái giọng này còn cứ chẹt hé ra thì hỏng rồi đúng không? Nói nhân viên nó sẽ không nghe ngay lập tức đúng không? Hoặc trong cuộc họp mình sẽ phải điều hành cuộc họp đúng không? Mình phải đứng lên nói nhiều, thuyết trình nhiều như thế này đúng không? Mà chúng ta cái giọng chúng ta lại gì? Nhẹ bấm này một này, hoặc là to lại chẹt hé lên này thì ồm quá không được nhá. Chúng nếu giọng nào mà to quá thì làm kiểm soát bớt cái giọng của mình lại nhá. To quá người ta cũng chắc không thích đâu ạ. Được chưa? Thế thì tất cả cái việc đó nó ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là bạn nào là TCL ảnh hưởng rất nhiều. Bởi vì sao? Ví dụ nhá, cô người đơn giản một ví dụ lớp mình có một bạn nào đấy, bạn cực kỳ xinh, bạn rất là xinh chẳng hạn như thế, bạn TCL lên nhưng mà cái ngoại hình không phải ngoại hình nhiều, trái ngược lại, mà cái quan trọng là giọng nói của bạn, mà giọng nói của bạn nó lại nhẹ bẫng hoặc là nó nói rất là trẻ con ấy thì người nghe người ta sẽ không thích ngay lập tức, đúng không? Người ta sẽ không thích ngay lập tức và người ta sẽ thấy là cái người đầu dây không mình sẽ không thích để nói chuyện nữa và mình sẽ bị mất luôn cái cuộc gọi đấy ngay. Mình muốn thuyết phục khách hàng mà không thuyết phục được thì khó hơn, đúng không? Ví dụ bạn thân phục thế cô là người rất là busy, rất là bận rộn, mà bây giờ ai gọi điện đến ví dụ như tư vấn phòng hiểm của cô cái à, cái giọng mà nó thì hay mà có thể là nó truyền cảm biết lưu giữ mình cái thì kiểu gì mình nghe một hai câu và trả lời thật lịch sự lại nếu như thực sự mình bận. Thế nhưng mà giọng à, chị ơi thế này giọng cho cái cô bảo chị đã bận rồi. Tại vì lúc đấy đang rất là bận. Thế nhưng mà ít nhất là mình cũng phải có một cái gì đó, có là cái giọng người ta như thế nào thì mình người ta rất là lịch sự với mình thì mình cũng phải gì lịch sự lại cho người ta. Nhưng cái giọng người ta cho gọi như kiểu là nói chuyện như kiểu như là đánh nhau ấy thì đối với mình nó phải tắt máy lập tức, được chưa? Vì vậy cái giọng bản địa này là nó cực kỳ quan trọng. Thì cái này rất tự nhiên rõ của em ạ, tức là khi em hiểu được cái giọng của người ta tưởng nó sẽ có. Ví dụ bạn ăn cô như này nhá, cô cũng biết thì sao, ngày xưa giọng cô cực kỳ nhỏ nhưng mà bây giờ các bạn thấy khi cô nói tiếng Việt ấy kiểu gì nó sẽ có khoảng 30-40% giọng nói trong này, không tách ra được nữa rồi. Tức là bây giờ tiếng Việt của cô không tách được là giọng châu Á với giọng châu Âu nữa rồi, tóm lại cô không tách được, nó bị
lẫn vào đấy khoảng 3-4%, mà nếu như cô cần dùng nữa, ví dụ lớp mà dạy đông mà tầm khoảng 100 người ấy, là ví dụ cô không cần dùng mic, bởi vì cô thích dùng mic mới lại đeo 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 cái tai thôi, vì cảm giác nó không thật, với lại nó cũng diễn cũng thoải mái, mình chỉ cho học sinh cũng thích nên cô cũng thích đeo. Thế khi ngày xưa cô dạy bên trường Đại học Hà Nội, cái hội trường nó tầm khoảng 100 người dạy phát âm như này, nó gọi là ngữ âm. Thế nhưng mà cô không cần dùng mic, lúc đấy cô lại dùng gì ạ? Cái giọng họ nó sâu hơn thôi. Chứ còn bây giờ không tách được giọng người châu Á. Thế nhưng tiếng Anh cũng không biết là sao mà bây giờ cô vẫn đang tách được là giọng của người Việt Nam riêng, thích trầm một tí có, trầm nữa cũng có, nhưng vẫn nói 3 cấp độ, 4 cấp độ được, nhưng riêng tiếng Việt không nói được. Tức là bây giờ chỉ được như thế này hoặc là sâu hơn thôi. Tóm lại thế, chứ không nhẹ hơn được. Nhẹ hơn thì được hơn một tí lại. Để chẳng về nó là cái tự nhiên nó sẽ có thế ạ. Tức là sau khi bạn học cái này xong một bạn duy trì thì bắt đầu tiếng Việt của mình nó sẽ tự cải thiện dần dần. Được chưa? Cứ tập nhiều là sẽ có. Tiếp theo là bạn lớp mình có bạn nào học LN không? Đưa tay cả, được, 1, 2, tiếp, 3, 4, rớt đi thoải mái, 5, bạn nào ngọc cứ bảo đi. Rồi, không phải chỉ Bắc Ninh đâu, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Tây, Hà Nam, Ninh Bình cũng có, Ninh Bình ít hơn. Được chưa? Thì thực ra cô đã không ra mà, ngọc lờ rồi, tất cả trong hết ra mà. Được 30 năm chữa không được. Và ngày xưa cô nhớ như in một cái lần mà mình bị chuẩn phỏng vấn, đi đâu phỏng vấn rất ok, bởi vì cô tự hào là cô học cái Human Resources Management, cô học quản trị nhân sự của trường công đoàn, là lần đầu tiên cô học ở trường này. Và thế nhưng mà đi phỏng vấn bao giờ có kỹ năng, người có kinh nghiệm, có tiếng Anh, tất cả mọi thứ rất là ok. Và lần đầu tiên chuẩn phỏng vấn, mỗi một lần đã làm xin vào trợ lý cho tổng giám đốc ở công viên nước Phú Tân. Cô vào phỏng vấn một cái, cô thu hút được luôn người phỏng vấn luôn, và nói chuyện như kiểu là nói chuyện bình thường thôi chứ không phải là phỏng vấn nữa. Thì nhưng lần đấy tôi bị trượt, rất tự tin là ok, nhưng sau đó trượt bởi vì sau phải hỏi ra làm sao ngọc lờ đó. Làm trợ lý mà nghe tin ngọc lờ bắt đầu là không được. Thế là từ ngày đấy giờ là rất là đau lớn rồi, bởi vì là mình bị ngọc cái này, sửa mãi không được, tập các câu cái gì muốn đấy các kiểu các thứ tập mãi không được đâu. Thế nhưng mà sau khi mà cô tập phát âm này xong, cô mới phát hiện ra là trong vòng 5 phút thôi, cô hướng dẫn các bạn cũng chỉ trong vòng 5 phút bạn sửa được luôn lờ thôi. Nhưng mà cô sửa các bạn sửa được thôi nhé, không phải các bạn thành thói quen thì lại khi các bạn dùng nói hàng ngày này thì lại các bạn phải gì tập để ý đến nó. Thế là các bạn biết rồi thì lần sau khi nói các bạn để ý một tí là được thôi. Ví dụ cô nói cũng phải nói chậm, ví dụ như là chữ L, chữ N mà nó dính như liền với nhau đến bây giờ, cô phải nói chậm. Nhưng nếu cô nói nhanh hai chữ đấy còn liền nhau vẫn bị ngọng một chút, bởi vì là nó cái thói quen rất là lâu rồi, tức là nó vẫn bị có hiện tượng như thế. Thế nhưng mà gần như cải thiện đến tầm khoảng 80-90% rồi, gần như ok, rất là rất tốt. Nhưng khi nói cái này chậm một tí, ban đầu bạn nói chậm một tí. Tiếp theo là những bạn nào mà cái này là động của một số bạn, ví dụ bạn nào mà nói có hiện tượng ngắn lưỡi hay dài lưỡi, tại vì khi bắt đầu ngay cô để ý cái ngay nói với ngay, tại vì là khi dài lưỡi thì cái lưỡi của bạn nó sẽ dài hơn bình thường, nhưng khi bạn đặt nó sẽ bị cồng lên hoặc nó sẽ không chuẩn đấy. Âm khi bắt đầu một nó cồng lên cái nó đá khác ngay, hai là nó gì nó dài quá thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ đá khác ngay. Tức là chúng ta phải có kỹ năng làm sao đặt lưỡi để như nào, để diện như nào, để so cái lưỡi chúng ta nó không ảnh hưởng đến âm của ta, và nó đầy quá thì dẫn đến cái giọng ta nó sẽ có một cái gì đến khi nói nó thêm cái gì đó để đầy vào ấy, tức là nó sẽ không rõ ràng, không được tròn vành có chữ, thì nó cái hiện tượng này thì cô cũng sẽ giúp các bạn để đặt lưỡi sao cho ok. Cái lưỡi này thì các bạn lưu ý này, cái này thì nói chung là cũng rất nhiều người có, ví dụ cô nói cái từ chẳng hạn vẫn có hiện tượng này, thế nhưng mà khi cô nói chậm một tí thì chẳng có hiện tượng gì cả. Nhưng mà cô cũng biết là sao bây giờ cô nói nhớ hơi nhanh một tí không? Các bạn cũng bảo là sao cô nói nhanh thế, nhưng mà thực ra cô không biết là từ lúc nào phải nói nhanh như thế, nhưng mà cũng bị tí cũng mấy đâu. Thế nhưng thực ra nó phải một thói quen, dần dần cũng sẽ cải thiện được. Tức là về cái phần này, tức là khi các bạn cải thiện được cái giọng này rồi ấy, thì những cái này rất là dễ luôn, nó gần như là có tự nhiên ấy, có tự nhiên luôn, được chưa? Tiếp theo là cái này cô cứ thường nói, thường nhất là cái này và cái giọng này. Cứ thường tiếp theo là ở từ cái họng của cô phải, tại vì nếu mà nói về bị họng ấy, cô phải là người bị gọi là cái họng nặng, tức là từ trước đến giờ là cô bị xoang, cái xoang của cô là đến nay là hơn 10 năm, ra còn độ bao nhiêu năm, với nhiêu năm là cô bị xoang. Mà xoang này của cô nó là do cơ địa của mình diễn biến, cứ thời tiết thay đổi phát thì biết ngay lập tức. Bởi vì sao? Ví dụ như các bạn đang lạnh, cô nóng điên lên cả, mà nhiều khi tính khí thay đổi từ đấy luôn á, tức là trong người nó nóng như kiểu phát hỏa lên ấy, thì lúc đấy tự nhiên tính khí thay đổi. Thì tại vì cô bị xoang nên là cái dịch nó hay chảy xuống họng, và họng cũng phải bị đau họng, nên là cũng thay đổi một tí, là đau họng
mà cái này bị rất là lâu rồi, nó khó chịu lắm, ngày nào cũng phải có thuốc muối, xúc miệng thuốc muối và đánh răng bằng thuốc muối để cho nó đỡ, nhưng mà thực ra nó chỉ đỡ phần nào đấy thôi. Nhưng từ khi cô có được sử dụng cái bảo họng này rồi thì các bạn thấy gần như rất hiếm khi bụi được, hiếm khi cực kỳ, không trừ khi lúc nào đấy mà đi ra ngoài cực kỳ lạnh xong không khoảng khăn hay gì đó về nhà, hay là uống đá mà hướng đây uống đá mạnh quá nhiều quá thì lúc đấy về mới có hiện tượng hơi đau một tí thôi, chứ còn không gần như rất hiếm khi bị cô đau họng. Mặc dù dịch xoang cũng chảy ra vẫn bị, thì cái này là cô đã được hưởng nó rồi, và nếu các bạn nào mà xong mà có cái hiện tượng này thì cũng sẽ tốt hơn khi mà tập được họng này. Tiếp theo là đến cái này Set beauty for women, cô nói là tổng tính viện chắc bạn thì từ bằng câu này là đúng nhiệt rồi. Ok, cái này là những bạn nữ. Nếu mà các bạn tập hàng ngày sẽ có được. Đối với sau đã có được cái điểm này. Nghe thì hơi vô lý đấy, nghe hơi vô lý. Nhưng mà thực sự là nó là chuẩn đấy. Bởi vì thực ra là với cô năm nay là 34 rồi. Nói chuẩn xác tuổi luôn ạ, 34 rồi. Thế nhưng mà các bạn nhìn các bạn, tôi nghĩ là cô tầm khoảng 30 ở dưới đấy một chút đúng không ạ? Thế nhưng mà năm nay cũng là 34 rồi. Thì chắc là tôi cũng không cần thưởng cái này, cô không giữ đâu. Bởi vì thực ra là tối mà cũng tầm khoảng 12 giờ đêm, hoặc hơn 12 giờ đêm ngủ cơ. Chẳng có tối nào ngủ trước 12 giờ đêm đâu, 100% như thế. Thế nhưng mà vẫn được có cái thưởng này, bởi vì chắc là cô dậy hàng ngày, chắc cũng được cười nhiều một phần. Một phần nữa là cũng hay tập dậy phát âm này, cứ tập suốt ngày hàng ngày như thế nên là có thể là được cơ vừa một phần ở chỗ đó. Vậy nếu các bạn thấy là gì ạ? Ở trong cái phần này thì nếu chúng ta tập nó hàng ngày chúng ta mới đảm bảo cái phần này, còn nếu không hàng ngày thì không được. Ví dụ các bạn thấy là gì ạ? Khi các bạn tập yoga thì mình yoga cười nhá. Các bạn cũng mặt đẹp thì chỉ có tập cái đấy thôi. Tập cái đấy thì nó sẽ giúp mình thì trẻ đẹp hơn. Mà người ta thì khi tập cái đấy người ta bảo là trẻ hơn 15 tuổi, thích 15 tuổi không thì tập yoga cười. Họ nói như vậy, và cô cũng đã từng tham gia thử rồi để xem họ tập như nào ấy chưa? Và nếu buổi sáng bạn dậy, mỗi buổi sáng thức dậy nhá, nó theo năm tháng thôi, nếu bạn không đánh thức nó dậy thì nó cứ nằm im như thế, cứ nằm im như thế. Sau đó thì gì ạ? Không đánh thức nó dậy thì cứ hàng đến lúc mà lứa tuổi và nhiều tuổi một tí, các bạn thấy nó hai cái khóe ở đây, xong rồi hai cái chỗ này các bạn thấy nó hơi nặng nặng một chút không? Những người được nhiều tuổi sẽ thấy. Còn nếu bạn sinh viên thì ít, những bạn sinh viên có vẫn có đấy, nhưng nếu bạn nào mà ít cười ít nói hoặc là ít vận động cơ mặt của mình thì nó cũng chịu được như thế. Ủa nhìn thấy không ạ? Quay xuống nhìn đi ạ. Những bạn nhiều đi làm rồi nhìn xem, nhìn những bạn đi làm ấy, thấy không? Thấy đúng không? Chắc chắn thấy. Thế nhưng có những bạn mà rất nhiều tuổi rồi nhưng ít khi có hiện tượng như thế là bởi vì có thể là Việt Nam cũng hay tập những cái môn đấy, hoặc có nhiều hiện tượng khác nữa. Vậy thì đối với cái môn này thì các bạn tôi dạy các bạn tập học đó là những bạn như này. Đấy cơ bản chuyển động mạnh không? Đúng không? Đấy cơ bản chuyển động dài không? Mạnh không? Đó, tiếp này. Đúng không? Đấy các bạn thấy nó chuyển động mạnh không? Tiếp ra đến đâu luôn? Đó. Thấy không ạ? Nó cử động rất mạnh luôn, và cứ tập hàng sáng, cứ hàng sáng đánh thức con dậy đi ạ. Thì các bạn sẽ giữ được cái gì? Cái vẻ đẹp cho mình thôi. Được chưa? Cố gắng nhá. Rồi. Nhưng các bạn lưu ý là tất cả những cái gì mà cô cho các bạn ở đây từ 1 đến 6 và những cái nội dung kèm theo như thế này thì các bạn cần phải thực hiện cái đi chúng này. Tập và duy trì đều đặn thường xuyên trong ít nhất 2 tháng. Bởi vì các bạn hiểu đây là cô đang dạy các bạn thói quen, đang tập từ thói quen này sang thói quen khác, mà thói quen này là tương đối nhiều. Được chưa? Cả tiếng Anh, cả tiếng Việt rồi đủ thứ thế này thì chúng ta phải tập đều đặn duy trì trong xuyên trong 2 tháng. Ngay thì cái này thôi, không phải các bạn tự tập đâu ạ. Mà các bạn tham gia khóa học này nó đã gì? Nó đến gần 2 tháng rồi, 1 tháng rưỡi rồi. Đúng không ạ? Thì trong suốt quá trình học đấy thì nó sẽ đến xuyên suốt học này. Các bạn phải có cái voi rồi, các bạn có cái con trầm mở ra rồi là sau đó đến đây hoàn thành rồi. Thực hành ở đây bắt đầu đến phần số 2, đó là phần phát âm. Ngày xưa ấy, thì các bạn, cô cũng không dạy các bạn cái phần này từ đầu đâu. Nhưng mà cô hơi sai lầm là nếu cho các bạn ngay cái này từ đầu thì các bạn sẽ tạo thói quen trong suốt khóa học này thì nó sẽ ok. Chứ còn nếu không cho cái này từ đầu và đến giữa và đến phần thử khóa học rồi bắt đầu mới tập ấy thì các bạn
mới tập được một nửa thói quen thôi, sau đó thì nếu bạn nào ngừng không lên cái khóa học tiếp theo của 2 đồng hồ đấy là mất luôn ạ, mất luôn cái khóa học này luôn. Thì các bạn bảo là ôi sao em tập thế được rồi, sao em nói như này nhẹ bấm bình thường như bình thường đấy, đúng không? À, tiếng Việt em thấy có cải thiện đâu, chả được gì cả. Là bởi vì là gì ạ? Chúng ta chưa đảm bảo được cái việc là đều đặt vào gì ít nhất có 2 tháng, được chưa? À, vậy thì chúng ta chuyển sang phần số 2 đó là phần phát âm. Trong phần phát âm này thì các bạn hầu hết là các bạn đã được nghe qua nó rồi, đúng không? Vậy phát âm học cái gì? Chúng ta hiểu đơn giản nhé. Tiếng Việt chúng ta có 29 chữ cái, đúng không? Chúng ta chỉ học thuộc mỗi 29 chữ cái này thì cách từ đọc thật mách luôn. Từ có thích không ạ? Thích cực kỳ luôn, nhưng tiếng Anh thì ít chữ cái hơn là bao nhiêu? Ít hơn là bao nhiêu? 25 á? 26. 26 chữ cái, đúng không? Cái 26 chữ cái này các bạn hát suốt ngày ở vì JDAG thuộc lòng, đúng không? Có ghép lại được. Các bạn có đọc không? Làm gì có. Thuộc rồi cái bản đấy ghép lại thì chắc tiếng Anh không khó mấy đâu, đúng không? Là bởi vì sao ạ? Không phải học thuộc 2 chữ cái này ghép, mà chúng ta lại đi, là phải đi học gì? 44 âm trong bảng tin âm quốc tế. Học thuộc 44 âm này. Trong 44 âm này thì có 2 âm nguyên âm và 24 âm phụ âm. 24 âm, 24 âm là chúng ta học được 1/2 từ rồi. Có nghĩa là học được 1/2 từ. Các bạn lấy ví dụ nhá. Chúng ta có từ, ví dụ có lấy từ bố hay gì này. Đây là nguyên âm này, đây là nguyên âm, còn đây là phụ âm này, đây là phụ âm này. Vậy chúng ta thấy không? Trong từ nào trong tiếng Anh cũng gì? Cũng có âm nguyên âm xen cả. Nhưng nguyên âm thông thường nó chỉ một nửa và phụ âm chỉ một nửa. Vì vậy nếu chúng ta học hết 20 cách học của 24 nguyên âm này thì chúng ta sẽ làm chủ được 1/2 từ là chuẩn. Nhưng nếu chúng ta chỉ chuẩn mỗi phần nguyên âm thôi mà phần phụ âm không chuẩn thì âm ta sẽ rất là lộ, rất là không hay, được chưa? Ok, vì vậy nên chúng ta học xong phần nguyên âm dù chúng ta lại học đến gì? Âm phụ âm, đó là 24 phụ âm này, được chưa? Ví dụ các bạn nhìn ạ, các bạn phải biết là gì? Âm phụ âm sẽ âm S này, các bạn đọc là không phải là bờ, ta giờ, phần gì ạ? For, the, được chưa? Không phải giờ mà là the, được chưa? Ok, thì tất cả những phần này chúng ta sẽ học gì? 44 âm này và để chúng ta gì? Biết cách gì? Đọc. Được chưa? Nhưng nếu chúng ta muốn biết cách đọc ấy thì chúng ta nhìn vào từ nó không xuất hiện 44 âm vào từ đâu ạ. À, mà nhìn thấy phải đọc mặc dù đọc được cả 44 âm này rồi nhưng mà nhìn vào từ không thấy nó ở đâu cả, cũng không đọc đâu nhá. Nếu bạn không đọc thì là gì? Học cái nhận diện, đúng không ạ? Thì cuối ngày là gì ạ? Nếu có học cái này ấy là cứ nhìn một từ mới, một từ như này này không chắc ấy, chắc từ điển, chắc từ điển ra âm này, chắc điển ra âm này bắt đầu đọc theo cái thả chắc điển nhá, đúng không? Chắc điện thì em chuẩn bị là từ nào cho bài tra đấy, không biết cách nhận diện mà. Thế nên là phần kia là phải là phần rất là quan trọng. Nhưng một phần nữa là trong phần luyện phát âm này các bạn lưu ý đấy, tiếng Việt và tiếng Anh nó khác nhau ở chỗ đó là có trọng âm. Tiếng Việt của mình đó là từ gì? Từ đơn âm tiết hết, tất cả từ tiếng Việt của mình đều là từ đơn âm. Chính vì vậy nó không có hiện tượng trọng âm, không hiện tượng trọng âm của từ. Nhưng tiếng Anh thì các bạn thấy là gì? 1 có, 2 có, 3 có, 4 có, 5 có, 6 có, 7 có, 8 có. Cô chỉ thấy từ có 8 tiết, 9 tiết như cô chưa tìm ra. Thế nhưng mà từ có 2 âm tiết chiếm nhiều nhất, từ vựng 2 âm tiết chiếm nhiều nhất trong tiếng Anh. Mà từ 2 âm tiếng Việt của mình là bằng 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 pha giờ, đúng không? Không như thế. Mà chúng ta phải biết là gì? Trọng âm của từ rơi vào đâu và gì? Đọc nó một cách gì? Chuẩn xác. Thấy chưa? Đã biết rồi thì phải đọc nhá. Mặc dù chúng ta biết nhưng mà chúng ta đọc không chuẩn thì cũng phải gì? Bằng hòa. Vậy trong phần này cô sẽ giúp các bạn có những cái rules, là có những nguyên tắc để các bạn gì? Biết cách nhận diện và các bạn gì? Đọc nó chuẩn. Phần thứ hai là đọc phần này. Các phần này nhanh thôi, chủ yếu phần này, chủ yếu phần này là chính đấy. 44 âm này học tương đối là lâu, tương đối là lâu bởi vì là gì ạ? Thực ra học thì nhanh nhưng mà đến lúc mà chúng ta để luyện duyệt, luyện cho các bạn cảm thấy quen vào từ và đọc được. Ví dụ cô dạy các bạn âm a này, các bạn biết đọc là ọ, các bạn đọc từ ngoài từ dưới vào từ nó mất ạ. Vào từ được mất nên là lại gì? Lại phải dạy các bạn vào từ, ví dụ vào từ như này các bạn biết đọc rồi, các bạn biết đọc thăm bình thường đấy. Và từ này nếu các bạn vào từ nó phải là khổng khổng đấy thì mở được khổng ra như thế thì nó chuẩn. Hoặc là ví dụ chúng ta vào từ này. Đấy, thì chúng ta đọc được hoặc là comfortable đó là chúng ta phải đọc được comfortable đó là đọc được comfortable đấy, giọng phải trầm phải sâu và nó phải gì có cả gì chat word nữa thì nó mới là chuẩn. Ok, vậy thì ở trong phần này thì thứ nhất học 44 âm này thì cô sẽ giúp bạn là phân biệt giọng Anh em và Anh Mỹ. Thì cái giọng Anh em và Anh Mỹ là nó chỉ khác nhau trong có hai âm khác nhau một chút thôi, còn đâu hầu hết các âm khác thì anh em nghĩ nó đều giống nhau. Thế nhưng mà hai âm như thế thôi nhưng nó vào số lượng từ là tương đối nhiều đấy. Ví dụ chỉ có âm nhẹ khác nhau bạn nhỉ? Từ hạnh phúc bạn là gì? To lên.
giờ hầu hết mọi người sẽ đọc là happy đúng không? Thế nhưng mà đấy là thói quen từ trước giờ, nhưng mà thì các bạn thấy bây giờ các bạn nghe thấy con này như này có chuẩn không nhá? Đọc này, happy được không? Vẫn được đúng không? Nhưng nếu mà đọc là happy thì từ này là cô đang nói không chuẩn, đang nói với các bạn. Nếu là happy nhất phải đọc như này, happy, đấy là chuẩn, happy. Hoặc các bạn được con mèo đọc khác không chuẩn được, cat, đấy là chuẩn đọc. Còn nếu các bạn không thì các bạn đọc theo gì? Dọc của anh nghĩ đó, cut. Đấy, anh em nhìn nó khác nhau đấy, khác nhau rồi. Thì sau đó anh học con cũng giúp các bạn thực hiện. Hoặc là đơn giản là cái này, từ cơ thể các bạn làm gì? Body. Rồi, body đúng không? Body thì các bạn đang làm tiêu chuẩn. Đây là tiêu chuẩn giọng gì của anh anh. Dạ, anh em đọc à? Body. Âm sâu và trầm, được chưa? Thế còn nếu phải đọc của anh ấy nhá, body, được chưa? Ok, đó đấy là từ giọng anh em và anh ấy. Thì các bạn sẽ cần phải biết được giọng cả hai giọng đấy, các bạn thích đọc giọng nào thì đọc. Tóm lại thế, sau đấy các bạn thích học giọng anh thì các bạn đọc giọng anh ấy, thích đọc anh ấy thì đọc anh ấy. Còn thích thì các bạn thấy là gì ạ? Nếu các bạn giao tiếp với thằng nào đọc cả giọng anh và anh ấy thì chơi cả. Các bạn hiểu chưa? Không sao đâu, bởi vì anh em và anh ấy đều được chấp nhận là người quốc tế, nên chúng ta không phải lo cái việc đó, được chưa? Cứ đọc lần hai thì không sao. Nhưng các bạn lưu ý đấy, khi cô dạy các bạn sau nhá, thì các bạn lưu ý là mặc dù các bạn thích anh em thôi, nhưng khi bạn giao tiếp với anh Mỹ thì nó dùng giọng thế, các bạn phải biết nhá, mà các bạn phải nên quay cái giọng đấy với họ cho thành quen, được chưa? Còn nếu bạn giao tiếp với anh Mỹ, thằng anh thì gì ạ, nó đang dùng giọng anh thì chúng ta cũng dùng giọng anh với họ cho họ thích, được chưa? Ok. Rồi với lại có một phần như này, phần tiếng Anh nó động rất nhiều đến phần âm họng, nên các bạn phải lưu ý là gì? Chia sẻ với các bạn này, chúng ta có 20 âm nguyên âm. Thì các bạn biết không ạ? Chúng ta có 12 âm, nó là âm họng. Còn lại 8 âm, nó là âm thường. Nhưng thực chất âm thường trong tiếng Anh nó vẫn là âm hơi họng trong tiếng Việt. Nên vì vậy chúng ta thấy là gì ạ? Tổng hợp 20 âm nguyên âm này gần như chúng ta dùng họng hết. Chẳng qua thế là chúng dùng nhẹ đi thôi, được chưa? Ví dụ như các bạn thấy nhá, các bạn không nghe thấy, ví dụ cô cho một từ khác, các bạn cho cô bất cứ từ nào, từ nào cũng được, càng dài dài thì có cái gì? Từ rồi bạn cho từ này cũng dài dài. Bạn nhìn âm không? Đây là âm họng này, còn đây là âm họng và đây là âm họng. Vậy các bạn nghe nhá, âm này nó sẽ sâu hơn và âm này nó sẽ không trượt như âm của Việt Nam này, xin phu nhá, hay xin phơ nhá, không nghe thấy đâu. Bernsfer. Các bạn thấy không ạ? Âm này nó sâu nhá. Bernsfer. Các bạn thấy âm này nó vẫn sâu hơn trong tiếng Việt mình không? Nó vẫn sâu hơn. Thế nên chúng ta thấy là gì? Chúng bảo là cái âm này là âm thường mà chúng ta đọc như âm của Việt Nam mình không chuẩn đâu. Hoặc ví dụ chúng ta thấy âm này nhá, chúng ta cũng đọc là nó vẫn là âm thường đấy, nó vẫn là âm thường, chúng ta sơ cũng đọc là happy luôn nhá, không có nhẹ, bẫng của Việt Nam là happy luôn nhá. Happy. Nó vẫn sâu, được chưa? Hoặc chú trái tim bạn đọc gì? Đọc gì ở đó? Rồi, ok, các bạn có một số bạn quen thôi, chứ một số bạn đã chỉnh rồi. Nhưng thực chất âm này nó là ma dài, nó rất sâu trong họng và kéo dài. Hot, được chưa? In my heart. Hoặc là learn by heart, not learn by word. Được, đơn giản, chúng ta có từ yêu ấy. Các bạn đọc gì? Đấy, đã một số bạn đã được đi học cũng đã chỉnh cái này rồi. Nhưng mà cái này thì đang một lớp nha, I love you thì phải đâu ạ, mà cái này thì đang một cái này. Mà chắc chắn cái này đây là học ở trong học mà cô đã dạy bạn là sau này thì cái này bạn mở học là học love, I love you, not I love you, đúng không? Đây là I love you. Yeah. Okay. Rồi thì đấy là tất cả những cái âm này của chúng ta để ý ra gì ạ? Hầu hết tiếng Anh chúng ta sử dụng để quan trọng phát triển. Vì vậy chúng ta sẽ thấy rất quan trọng phần gì, phần họ cũng rất quan trọng đến phần gì, phần này. Và phần cuối cùng chúng ta thì là chính là phần nhận diện đến phần thi âm. Thì phần nhận diện đến phần thi âm này thì chắc là các bạn đã tương đối về rõ phần này rồi. Thì chúng ta lưu ý là gì ạ? Phần nguyên âm, phần phụ âm chúng ta là hai từ phụ âm. Thì chúng ta sẽ biết là khi hai từ phụ âm này là từ nó đọc như nhau. Ví dụ cô từ đơn giản qua cho một số từ như sau. Các bạn nào biết từ truyện tranh không? Đọc đi, to lên không? Comic. To lên không? Comic. Rồi, cô nghe đọc lại cái từ đấy nhá. Comic. Đấy khác mà. Bởi vì sao cô nhận diện được gì? Phụ âm và từ. Thế là gì nhá? Cô nhận diện âm này. Ví dụ các bạn học xong bạn tự biết nguyên tắc này. C cộng O được nguyên âm là K. O này nhận trọng âm. Thằng này biết trọng âm từ đầu này. Vì sao từ đầu học nguyên tắc trọng âm của vật này các bạn biết.
Tiếp theo phần này thì nhận trọng âm được biến âm là O, M được giữ nguyên, I không nhận trọng âm biến âm I hoặc âm O và trong này biến thành âm I. C là tập hợp của chữ được biến âm là K và chúng ta đầu đến phần này. Chữ K ở trong phần này đã được học là con này đọc là O, con này đọc là O, con này đọc là E, đọc là từ kho này. Đấy, thì tôi sẽ thu âm nhá, được chưa? Bài đặt cho cô từ bất kỳ thích bất thích từ nào được đấy, bất kể một từ nào luôn. Cô biết phiên âm cho bạn. Dễ thế. Từ nào không khó tí mà. Từ nào nó không khó tí mà dài dài tí càng tốt. Hả? Từ đấy cô ok nó dễ dễ. Đó được rồi. Bắt đầu phân tích nha. Tính từ này. Đây là trọng âm từ đầu là N giữ nguyên, thay nhận trọng âm này giữ tặng mạnh của nó. C cộng E được phiên âm là S. Thằng này một là để từ E hay là để ơ như là như sếp như sơ thì không đọc được, còn phải giữ nguyên E. S giữ nguyên S này không nhận trọng âm biến không thiếu. N giữ nguyên, thằng này từ Y dài không nhận trọng âm biến ngắn Y ngắn. Và từ đọc nhạc sắc nhạc sắc rồi tiếp. Câu từ gì đó? Các câu từ này. Từ này thì các bạn hay dùng nhiều lắm. Cô lừa cô thấy các bạn vậy. Bạn vừa đọc câu từ này. Rồi, nhưng mà trong mạng như thế ạ, em chọn âm rồi thì em đọc hơi sâu một tí. Chọn âm thì mình sẽ đọc mạnh hơn nhưng âm còn lại một chút, nhưng không mạnh như dùng sóng Việt Nam kiểu mấy thì là hơi cứ nặng quá, được chưa? Bởi vì tiếng Việt của mình nó có đủ sắc mà, như là tiếng Anh mà đang đủ sắc thì lại không đủ. Được chưa nhá? Thì là thằng này nhìn vào đây biết ngay trọng âm từ đây. Được chưa? Bao đang vào đây rồi thì phải đọc mạnh hơn sau còn lại. Tiếp theo này, cô nhìn thấy lâm này, thằng này không nhận ra được không thiếu, mở giữ nguyên. Thằng này A cộng với chuyển được phiên âm là A, đuôi này sẽ được phiên âm là S dài. Thằng này không nhận ra được không thiếu, N giữ nguyên, trọng âm này, đọc này. Information. Immersion. Rất là nhẹ nhàng. Được chưa? Tiếp theo, bài nào cho cô từ khác. Cô cho từ nhé. Từ này nhé. Viết từ đâm luôn lên. Cho âm rơi đầu, C và O được phiên âm là K. O nhận cho âm được phiên âm là A ngược. M, hôm nay không nhận cho âm được không nhiều. Hôm nay không nhận cho âm được không nhiều. Bờ tự nhiên là từ bên em được nói tâm. Cho âm rơi đây. Bài đọc từ comfortable. Rồi, nhưng mà cái thẻ này chúng ta có một cái phần nguyên tắc đó là mức âm. Thì các bạn phải được học trong khóa học 2 trong 1 khóa học nâng cao. Vì khóa này quá nặng rồi cô không cho được vào đây. Vì vậy nên trong từ này nó có một hiện tượng mức âm. Chính vì vậy các bạn nghe thấy rất ngắn là gì? Comfortable. Được chưa? Và mấy bạn dùng từ gì mà cô mà nghe mãi được mà bạn phải nhắc cho cô ấy. History. Đấy, từ đấy. Đây à. Nó kết hợp với cả cái hiện tượng nút âm nữa thì nó mới ra từ đấy là đọc là history. Đấy là history. Tức là kết hợp với hiện tượng nút âm. Chứ còn phiên âm đơn ra thế này này. Đây ạ. Phiên âm đơn ra thế này với anh em ạ. Và nếu chuẩn như này thì đọc là history. History. Nhưng nó có hiện tượng nút âm trong năm 2 các bạn sẽ được học thì nó sẽ được là gì? History. Thế thôi ạ. Thì cái đấy thì cô không nói nhiều vì nó là cả nguyên tắc của nó. Còn chúng ta có thực gì rồi? Sau đọc, sau đọc gì vào lớp? Đọc gì? Đọc to lên. To lên. Rồi, đọc đi. May có bạn đọc đúng đường một tí, không đọc đi ghét thì bổ. Nhiều bạn đọc thế lắm. Rồi, nhìn trọng âm này. Trọng dưới đầu. E là trọng âm, khi đọc chính nó. Giờ có E được trên mặt trời. Thằng này không nhận âm, nhưng nó yếu. Tây giữ nguyên. A không nhận trọng âm, nhưng nó yếu. B là giữ nguyên, E là nguyên công. Đọc này. Vacuum. Cái này có nguyên tắc một âm nha, cô giảng cái này là vacuum. Thế thôi. Vacuum. Đây được ạ, đây là nguyên tắc một âm. Đọc như thế được và đọc như thế được. Trong một từ này nữa, các bạn cũng hay bị nhầm này. Thế này các bạn hay nhầm này. Bạn nào cho biết cô từ, cho cô biết từ nhấp ảnh ra. À thôi, nghề nhấp ảnh ra đi. Photographer. Đọc là gì ạ? Photographer. Đọc lại. Photographer. Photographer.
đấy là em chưa có sắp nguyên tắc, chắc là em chỉ đọc hiểu ra theo từ. Ví dụ mình học một bạn nào đấy là cái từ này, nên đọc thế này thì em đọc như thế, đúng không? Còn em không biết nguyên tắc, thì chính vì vậy nên cái nhiều ảnh ra để em mới đọc một biến mỗi đôi e đôi y cái là em đọc được. Thực chất nguyên tắc ấy thì em biết nguyên tắc thì em sẽ tự nắm chắc được thôi. Đấy. Phê em hấp được phiên âm là ngoại vị trí cho phiên âm là F. Thằng này thì biến thành âm yếu. Thằng này nhận rõ biến thành âm O. Thằng này G giữ nguyên, R giữ nguyên. Thằng này không nhận rõ biến thành âm yếu. Thằng B hấp ngoại vị trí phiên âm là F. Thằng Y nếu không nhận rõ biến thành gì? Âm Y ngắn. Đây là cô đang hướng dẫn ở bài gì? Và introduction nó có dạy không nhanh lý đấy, không phải là phần dạy đâu ạ. Mà các bạn sẽ học phần này chi tiết ở trong phần học. Nên đừng nghĩ là nó nhanh rồi, cô nói nhanh một tí bởi vì là thời gian không có nhiều, các bạn đi introduction thôi. Vậy các bạn nhìn nhá, chọn từ đây, các bạn biết đọc chọn mạnh ở đây là bạn bị vu gì? Photography. Thế là gì? Là gì? Economy. Đó là đấy là tính từ của nó rồi. Đây này kinh tế nha. Ngành kinh tế học này. Đây. Đúng không? Nhìn vào đây cái cô biết ngay trọng âm nó rơi vào đây. Các bạn học nguyên tắc thì nó mới ra được ạ. Đấy. Thằng này công nghiệp trọng âm yếu. C cộng O được phiên âm là K. Thằng này công nghiệp trọng âm yếu. N được nguyên. Thằng này nó biến theo gì? O. M giữ nguyên. Y nhận âm yếu. C cộng phụ âm ở bốn chữ được phiên âm là K. S giữ nguyên S. Chọn âm. Và chúng ta nhìn này, không đọc economics được nhá. Economics. Cờ sở phải đọc bình thường bởi vì nó có âm cờ âm sở với economics. Dạ, mời đọc nhanh nhé. Economics. Economics. Bây giờ ok, các bạn đọc cho cô một số từ này nhá. Ok, để finish hôm nay. Hôm nay các bạn thực ra các bạn chưa học đâu, thế nên là các bạn đọc cho cô nó chỉ giống được một ít thôi. Khoảng được 30% là tốt lắm rồi. Không sao cả, cứ đọc theo đi ạ. Rồi, các bạn đọc nhá. Photography. Photography. Economics. History. Bao nhiêu loại đến tầng
cũng phải đến gần 10.000 học sinh rồi, là đã qua cái lớp phát âm này rồi nên các bạn cũng yên tâm nhanh lắm. Tầm khoảng đến buổi thứ hai, gần buổi thứ hai là chậm đến buổi thứ hai. Còn bạn nào mà nó thực sự cái con cực kỳ yếu, hơi cực kỳ yếu thì đến tiếp học phần phát âm lại mới mở được thôi. Cái ngày xưa thì có những bạn phải đến gần hết khóa họ mới mở được, nhưng mà đến giờ thì cũng vậy, gần như những bạn nào trong cái ba mở cái gần như thế mở được. Rồi thì sau đó thì buổi thứ hai, buổi thứ ba thì chúng ta mới vào cái phần phát âm này, và phần này là phần quan trọng. Và phần thứ ba đó là chuyện đấy thì âm, thì phần này cũng rất quan trọng, nhưng mà chúng ta lưu ý đặc biệt trong cái chương trình nghỉ học, chúng ta lưu ý là đừng nghỉ học buổi nào cả, đừng nghỉ phần nào mất ngay phần đấy, được chưa? Nghỉ phần nguyện trọng là gần như chúng ta mất hết ạ. Bởi vì sao ạ? Chúng ta đọc với những âm thanh chuẩn thì trong đó cô vẫn dạy các bạn S, G, các thứ, ok, thì phụ âm thì không vấn đề gì. Phụ âm không ảnh hưởng gì, nhưng ảnh hưởng hầu hết đến 25 luôn ạ. Bởi vì 25 các bạn cô vừa nói rồi là gì? 12 âm đặt họ và gì? 8 âm còn lại là gì? Không phải họ, nhưng chúng ta phải dùng đến gì? 50% họ rồi. Thế là chúng ta mất một cái giọng họ một cái thì gần như chúng ta mất hết 25 một hai từ rồi. Còn 1-2 từ còn lại là chuẩn không? Được chưa? Nhưng nếu chúng ta học hết phần này xong rồi chúng ta nghỉ phần này ấy, thì là gì ạ? Xin mời là sau khi tập xuống mới là gì? Mở ông từ điển ra trang. Được chưa? Thích mở từ điển không? Thích trang từ điển không? Sau này các bạn học nhá, nó rất là ban đầu nó chỉ hơi khổ một tí ở phần này một tí thôi ạ, là các bạn biết nguyên tắc của điển diễn viên âm thôi. Thế nhưng mà nó rất là dễ dàng các bạn sau này khi học bất kể từ mới nào ấy, các bạn đều có thể nhận diện được cái âm. Nhưng cô nói chắc nhá, phần này các bạn chỉ đạt được đến 80% thôi. Bởi vì sao ạ? Từ trong tiếng Anh các bạn thấy không ạ? Từ mượn rất nhiều, và từ mượn thì không theo nguyên tắc này. Thứ hai là từ ngoại lệ. Từ ngoại lệ thì rất nhiều rồi, thì nó còn 20% còn lại thì không thể làm được. Các bạn nhớ từ đấy thì các bạn phải tự học hoàn luôn và học rồi tra ra và phải nhớ nó, phải nhớ cách đọc, phải nhớ cái trọng âm của nó mà đọc thôi. Đến bản thân cô bây giờ những từ nào là từ ngoại lệ và từ mượn, bản thân cô phải tự nhớ. Ví dụ có từ brushing, đấy là từ gì ạ? Đấy là những từ của nó là từ ngoại lệ, thì chúng ta sẽ cần phải gì? Tự luôn và học, được chưa? Vì vậy thì trong ba phần này chẳng phần nào là phần các bạn nghĩ được đâu ạ. Nên là chúng ta lưu ý là cố gắng đi học đầy đủ và đừng nghỉ một buổi học nào cả, bởi vì phần này phần cực kỳ quan trọng. Cô nói nguyên là phần này cũng là phần khó nhất của việc học tiếng Anh luôn nhé. Thế nên là gì ạ? Chúng ta vượt qua được cái này rồi thì những cái sau các bạn học nó sẽ đơn giản và dễ dàng hơn. Cái bước khó thứ hai đó là lớp English Grammar, lớp tiếng Anh cho lớp. Cái mất lớp đấy cũng cực kỳ là vất vả. Bạn Thủy đã học rồi là biết rồi, một số bạn đang học lớp English Grammar rồi biết rồi là cực kỳ nặng, nó cực kỳ nặng. Nhưng mà qua được hai cái giai đoạn là cái lớp phát âm này với cái lớp của English Grammar thì tiếng Anh lại trở nên cực kỳ tuyệt vời, dễ dàng và học nó rất là cảm thấy rất là thoải mái, rất comfortable. Cô vẫn bảo là gì ạ? Với học sinh là gì ạ? Dạy khó nhất lại là cái chỉ số phát âm, mềm nhất rồi giáo viên và học sinh cũng là chỉ số phát âm và chỉ số English Grammar. Thế chính vì vậy là cô luôn đeo của suốt ngày thì dần hai cái chỉ số này. Bởi vì chưa yên tâm giao cho giáo viên khác, có đào tạo cho giáo viên khác cũng ok rồi, nhưng mà toàn đấy dạy trình độ level cao hơn là một là basic, hai là trình độ pre, ba là trình độ beginner thì giáo viên khác dạy rất thoải mái, rất ok, bởi vì nó cực kỳ là đơn giản, vì học sinh nó biết rất nhiều rồi, học nó thoải mái rồi, chơi game rồi, hát hò rồi, làm video tất cả thứ rất thoải mái rồi. Nhưng mà trình độ này thế thì các bạn còn lâu mới học được. Cô mà cho bạn chơi game nhiều thoải mái thì thích thật đấy, rất là ok, rất là comfortable. Nhưng mà cái quan trọng nhất, cái mấu chốt của bạn là gì ạ? Cứ biết được từ vựng rất nhiều nhưng mà gì ạ? Cứ pháp cũng chắc không đạt được câu, không mắc một lối vào câu được. Thì các bạn không đạt được câu thì đừng nói đến việc các bạn nói được câu, đúng không ạ? Đặt câu sai thì nói câu đương nhiên là sai. Nói sai thì đương nhiên là nghe, chắc chắn là cũng phải có chỉ dành được đến điều chứ. Cậu có phát âm này thì hoàn thành chứ, đúng không ạ? Vì vậy các bạn sẽ phải học từ cấp độ từ là gì ạ? Từ mức đặt câu đến mức gì ạ? Giao tiếp câu, nghe câu là chủ yếu con đường. Đến trình độ thứ hai đó là trình độ gì ạ? Viết đoạn, nghe đoạn và giao tiếp đoạn. Đến tiếp theo về trình độ cơ bản sẽ tiếp tục lên mức nữa là gì ạ? Viết bài, nghe bài và giao tiếp bài, đi từng bước một. Đến trình độ chuyên sâu thì các bạn sẽ học cấp độ level cao hơn. Và các bạn lưu ý cho cô này, đây là trình độ phát âm thì cô không nói nhiều sang cái chương trình giao tiếp, bởi vì khi nào các bạn học đến cái chương trình anh ấy không leader, tức là bạn nào học trong chương trình đấy thì các bạn hầu hết là đọc cái cuốn này của cô rồi, đúng không? Cái cuốn cẩm nang trong này có hết rồi, thì nội dung có hết trong này, thực chất là có hết trong này, nhưng mà cô chẳng thích đọc nên cô không muốn biết ạ. Thực sự là muốn định viết cái từ lâu lắm rồi, bởi vì cái phương pháp của cô áp dụng đến năm nay là năm thứ 6 rồi, là chính thức ở trung tâm, chứ còn lại là trước đấy là cô đã áp dụng gần cái phương pháp này từ rất lâu rồi, dạy ở trường với lại ở nhà những nhóm học sinh nhỏ trẻ con các thứ là áp dụng khá nhiều rồi. Nhưng bắt đầu chính thức gần từ năm thứ 6 bắt đầu cô ra biên soạn về giáo trình tiếng Anh cho bậc mầm non gốc với lại cái giáo trình phát âm này thì bắt đầu cô áp dụng chính thức cái phương pháp này.
thì viết thì cô cũng biết làm sao cả ngắn một có 10 trang, cô gắng cô đọng vào trong 10 trang, nhưng thực chất ấy, đây là cái phần dẫn của phương pháp thôi, thực chất các bạn chỉ cần vào gì ạ, đây. Nhưng mà các bạn đọc ấy thì cô biết vừa là đọc nó sẽ không understand hết hoàn toàn, cho mình nó rất là khó. Nhưng mà để khi mà cô dẫn thực tế thì các bạn thấy là người ta thực tế luôn là để cô biết bèo như này các thứ thì nó sẽ khác hoàn toàn. Thì ở trên mình English Reader thì cô sẽ hướng dẫn cụ thể hơn về phát này. Thế sao? Chúng ta có hỏi gì về cái nội dung phát âm không? Hay hỏi gì ngoài ngoài thì sao được không?